Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với chương trình Bình luận pháp luật của Thuận, được phát trên kênh TikTok và trang Facebook cá nhân của Thuận. Thì hôm nay Thuận sẽ cùng bình luận một cái vụ án mà mọi người sẽ rất là quan tâm, đó là vụ án Trang Nemo. Nói tới Trang Nemo thì ai cũng biết là vụ án gì rồi. Thì vừa rồi Trang Nemo ở phiên tòa sơ thẩm, Trang Nemo bị tuyên 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi tòa tuyên án thì Trang Nemo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, và chị Khanh là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thì kháng cáo yêu cầu là khởi tố Trang Nemo về tội cố ý gây thương tích. Thì hôm nay Thuận sẽ cùng bình luận dự báo về cái khả năng mà cái mức án Trang Nemo sẽ nhận trong cái phiên tòa phúc thẩm như thế nào, và cái yêu cầu kháng cáo của chị Khanh có được chấp nhận hay không. Kính thưa mọi người, Thuận sẽ không có tóm tắt hay là sơ lược lại nội dung vụ án, vì cái đó ai cũng biết hết rồi. Thuận chỉ nói về cái mức án, cái tội gây rối trật tự công cộng á, nó là một cái tội danh mà khách thể bị xâm hại ở đây á là cái tình hình an ninh trật tự của nhà nước quản lý, chứ không phải của một tổ chức hay cá nhân nào. Vì vậy nó không phụ thuộc vào việc chị Khanh có rút đơn tố cáo hay không. Thì xin nhấn mạnh là chị Khanh có bãi nại hay không, bãi nại có rút đơn tố cáo đối với Trang Nemo hay không, thì Trang Nemo vẫn sẽ bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Vậy về còn mức án thì Trang Nemo á vi phạm lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và một số tình tiết khác, đã Thuận dự báo rằng là Trang Nemo, cái nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trang Nemo sẽ được chấp nhận, và lúc đó Trang Nemo sẽ được tuyên một cái mức án nào đó mà là án cải tạo không giam giữ. Nó khác với án treo nha, mặc dù nó sẽ là giống nhau, sẽ không có bị giam, nhưng là nó khác nhau nha các bạn. Sẽ là cải tạo không giam giữ, có thể là 9 tháng cải tạo không giam giữ. Rồi, còn về cái nội dung kháng cáo yêu cầu khởi tố của chị Khanh đối với Trang Nemo về hành vi cố ý gây tích, thì ở đây kết quả điều tra và cái nội dung vụ án ở tại cái phiên tòa sơ thẩm đã cho thấy rồi, Trang Nemo thứ nhất là không dùng hung khí nguy hiểm, tỷ lệ thương tật thì dưới 11%, không có tổ chức, không có cái tính tổ chức. Thì như vậy thì cái không thể xử lý được, không có hung khí nguy hiểm. Còn cái tính tổ chức ở đây á, nó không phải là một nhóm người, một đa 4-5 người đánh một người thì sẽ có mang tính là có tổ chức đâu các bạn, chưa chắc. Cái tính có tổ chức đây á, nó phải là sự bàn bạc thống nhất về việc gây án, hoặc là bàn bạc thống nhất về việc che đậy sau khi gây án thì nó mới gọi là có tổ chức. Còn ở đây á, rõ ràng chúng ta xem video đó, chúng ta thấy cái sự kiện đó nó mang tính bộc phát, cãi nhau rồi không kiềm chế bản thân rồi xô xát với nhau. Rõ ràng không có cái tính tổ chức ở chỗ này. Đây, tất cả mọi người đều nóng bộc phát. Vì vậy dự báo của Thuận có hai dự báo nha. Trang Nemo sẽ được một cái mức án cải tạo không giam giữ. Thứ hai, yêu cầu kháng cáo của chị Trang, yêu cầu khởi tố sẽ bị bác bỏ. Nếu các bạn có dự báo nào khác, các bạn hãy để lại comment ở đây. Rồi lúc đó sau khi vụ án được tuyên xong, chúng ta sẽ quay lại xem coi ai là người dự đoán đúng đó. Rồi nếu các bạn thấy video này thú vị, các bạn hãy chia sẻ, bấm like, bấm follow trên TikTok, và các bạn cũng có thể tặng sao cho Thuận tại cái trang cá nhân Facebook của Thuận. Rồi chào mọi người, hẹn mọi người gặp lại ở những video khác.